Trong cái video này thầy sẽ hướng dẫn các em cách tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm Google. Thì để tìm kiếm trên Google thì cơ bản là chúng ta sẽ nhập cái từ khóa cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm. Giả sử ở đây thầy cần tìm chữ tin học đại cương thì ta sẽ nhập cái từ khóa ở đây. Ngoài ra thì Google sẽ gợi ý cho chúng ta những cái từ khóa mà người dùng hay tìm kiếm. Ở đây giả sử ta cần tìm từ tin học đại cương, ta sẽ ấn Enter để ra kết quả tìm kiếm. Thì ngay lập tức Google sẽ trả cho chúng ta cái giao diện kết quả tìm kiếm gồm có 34 triệu 100 nghìn kết quả trong thời gian là 0,37 giây, đúng không ạ? Thì đây là tất cả các loại kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể chọn một mục hình ảnh để chúng ta chỉ xem các cái hình ảnh liên quan, đúng không ạ? Hoặc chúng ta chọn video thì sẽ ra những cái video có chứa cái từ khóa là tin học đại cương, hoặc là gì chọn tin tức thì sẽ ra những cái tin mà có liên quan, đúng không ạ? Ngoài ra còn nhiều các loại nội dung khác như ở đây, có thể các nội dung mua sắm, về sách, về chuyến bay, về tài chính, vân vân. Thì đấy là cách tìm kiếm cơ bản. Ta thấy với cái cách tìm này thì ra rất nhiều kết quả khác nhau, đúng không ạ? Nếu như ta muốn tìm chính xác cái cụm từ là tin học đại cương chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đặt nó trong cái dấu nháy kép như này, thì nó sẽ chỉ tìm cho chúng ta những tài liệu mà có chứa chính xác cái cụm từ là tin học đại cương ạ. Thì lúc này kết quả nó đã gọn hơn, là chỉ còn 216.000 kết quả, đúng không ạ? Nó giảm đi khá là nhiều, thì nó sát với các cái nội dung mà chúng ta cần tìm. Ngoài ra chúng ta lưu ý chúng ta cũng có thể kết hợp các cái từ khóa với nhau bằng cách là dùng cái dấu cộng. Ví dụ ta muốn tìm tài liệu tin học đại cương nhưng mà có nói về gì ạ? Về lập trình thì ta sẽ đánh tin học đại cương cộng lập trình. Thì lúc này nó sẽ ra những cái nội dung mà có chứa cả hai từ khóa là tin học đại cương và từ khóa lập trình. Thì ta thấy ở đây chúng ta còn 53.700 kết quả, đúng không ạ? Tuy nhiên với một số trường thì người ta lại không không học lập trình, đúng không ạ? Thì ta muốn tìm các cái tài liệu mà có tin học đại cương nhưng lại không có chứa từ lập trình thì ta có thể dùng cái dấu trừ trước cái từ khóa mà chúng ta không muốn xuất hiện như này, thì chúng ta xem ạ. Thì nó ra 159.000 kết quả, và chắc chắn là trong những cái tài liệu này, những cái bài viết này thì sẽ không có chứa cái từ lập trình, đúng không ạ? Người ta thấy có hai cái toán tử dấu cộng và dấu trừ vậy rất là hay, giúp ta có thể gì ạ? Giới hạn bớt cái kết quả tìm kiếm, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta còn có một cái lưu ý nữa là chúng ta có thể tìm kiếm trong một cái website cụ thể. Ví dụ như ở đây chúng ta muốn tìm kiếm là từ khóa tin học đại cương, như chỉ trong cái website của trường sư phạm Thái Nguyên chẳng hạn, thì ta sẽ nhập cái từ khóa site tnue.edu.vn, thì nó sẽ giới hạn kết quả tìm kiếm lại là trong các cái phần gì ạ? Những cái nội dung mà chỉ nằm trong cái website có cái chứa cái miền là tnue.edu.vn. Chúng ta quan sát ở đây thì ở đây chúng ta chỉ còn gì ạ? Còn 42 kết quả thôi, thì tìm nó rất là dễ, đúng không ạ? Đấy. Một cái từ khóa tiếp theo mà cũng rất hay mà chúng ta nên biết, đó là từ khóa file type. Ví dụ chúng ta muốn tìm một cái tài liệu về môn tin học đại cương nhưng mà file PDF chẳng hạn, thì các em có thể đánh chữ file type rồi đánh kiểu file là PDF ở đây. Chúng ta thấy là có 12.000 kết quả và đây đều là cái file DF. PDF thì chúng ta có thể tải về, chúng ta xem ngay được, đúng không ạ? Nó ra chúng ta cái file PDF ạ. Thì cái này tìm rất là thuận tiện, đúng không? Thì chúng ta cần phải biết gì, các cái đuôi, các cái phần mở rộng các loại tệp tin, ví dụ như là gì, file PDF thì đuôi là PDF, ví dụ file Word thì ta lại có là file gì, đuôi là doc, đúng không ạ? Đấy, hay Excel thì phần mở rộng là gì ạ, là XLS, hay ví dụ ta muốn tìm file PowerPoint ta nhập là gì, PPT. Đấy, thì cách tìm kiếm này rất hữu ích cho các em trong cái việc là chúng ta gì ạ, chúng ta muốn tìm các cái tệp tin mà mình cần, đúng không? Để khi tìm được một kết quả rồi thì muốn sử dụng thì chúng ta chỉ cần đơn giản là gì ạ? Là chúng ta click vào cái đường link ở đây ạ, vì đây là tìm file nên nó sẽ lập tức nó download về, đúng không? Còn với những cái dạng tìm kiếm thông thường thì nó sẽ mở ra cái trang web mà có chứa cái từ khóa như này. Thì đấy là cách tìm kiếm cơ bản ở trên cái công cụ tìm kiếm Google. Ngoài ra chúng ta lưu ý là Google cũng có nhiều các cái tìm kiếm khá là thú vị thì chúng ta cũng nên biết. Ví dụ như chúng ta muốn xem dự báo thời tiết thì chúng ta có thể đánh cái từ khóa là thời tiết. Thì ngay lập tức nó sẽ cho chúng ta cái thời tiết của cái địa điểm.
gần nhất của chúng ta ở đây ạ. Đây, thời gian này, nhiệt độ bao nhiêu này, khả năng có mưa độ vân vân, đúng không ạ? Hay chúng ta có thể tra cứu tỷ giá. Ví dụ ta muốn tra cứu là 1 đô la bằng bao nhiêu Việt Nam đồng chẳng hạn, thì ta đánh từ khóa là USD UVND sang Việt Nam đồng thì nó sẽ trả cho chúng ta cái tỷ giá đấy. Được chưa ạ? Đấy, ngoài ra thì Google cũng cho phép thực hiện những cái tính toán đơn giản. Ví dụ người ta có thể thực hiện phép toán là hai bình phương ví dụ cộng với 5 bằng bao nhiêu thì ta đánh phép toán vào đây. Thì nó lập tức nó tính ra cho chúng ta. Đúng không ạ? Ta thấy rất là thuận tiện. Hoặc với những cái phương trình đơn giản thì Google cũng có thể giải ngay những cái phương trình đơn giản. 2x bằng 5 ví dụ như này. Đây cho chúng ta cái lời giải luôn. Đúng không ạ? Cách giải và ra được cái kết quả như đây. Như vậy là ta thấy nó gì các cái công cụ tìm kiếm thì ngày càng thông minh mà cho phép chúng ta gì tìm ngay được những cái kết quả.